Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng và nhân sự khóa 13. Có thể khẳng định chắc chắn khóa 13 tới, ông Nguyễn Phú Trọng không còn trong Bộ Chính trị. Một năm trước đây, người ta cảm thấy rằng ông Trọng không có vẻ muốn rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư Đảng ở khóa 13 tới. Ông không hề đưa chuyện nhân sự kế nhiệm vào những nghị sự của Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Cơn bạo bệnh bất ngờ vừa qua đã khiến ông Trọng buộc phải chấp nhận đưa ra tương lai của mình, đó là ông về hưu khi nhiệm kỳ này của ông kết thúc. Trong năm tiêu chuẩn chung của chỉ thị 35 về lựa chọn nhân sự có tiêu chí các ủy viên phải bảo đảm sức khỏe, bảo đảm độ tuổi theo quy định. Ông Trọng đã từng là người quá tuổi nhưng ở trường hợp đặc biệt do ông đặt ra để tiếp tục ngồi lại vị trí Tổng Bí thư đầy quyền lực. Sở dĩ nói đầy quyền lực vì những người ngang hàng với ông lúc đó đều đã từ giã chính trường. Điều đó tạo cho ông được uy quyền trong lớp mới lên. Nhưng ở lần này thì ông không thể đặt mình vào trường hợp đặc biệt trong tiêu chuẩn sức khỏe. Ông Trọng buộc phải tính gấp chuyện xây dựng lực lượng để kế cận tương lai cho Đảng. Trong lần trước đây, ông Trọng có đưa ra nghị quyết 244 rất phức tạp. Đó là Bộ Chính trị giới thiệu trường hợp quá tuổi đặc biệt được tái cử, còn những trường hợp khác mà Trung ương Đảng muốn giới thiệu tái cử, người đó phải làm đơn xin rút, Trung ương bỏ phiếu đồng ý rút hay không, nếu Trung ương không cho rút thì tiếp tục bỏ phiếu bầu. Nếu áp dụng luật 244 vào hội nghị tới đây một lần nữa thì cả bốn người giữ nắm vị trí quan trọng chủ chốt đều quá tuổi. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đang kiêm hai vị trí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, Thủ tướng, ông sẽ vào tuổi 67 vào năm 2021, năm tổ chức Đại hội 13. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng 67 tuổi vào năm tổ chức Đại hội 12, ông Dũng phải về. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, bằng tuổi với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thứ tư, ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, ông sẽ vào tuổi 68 vào thềm Đại hội Đảng khóa 13. Như thế sẽ có 4 trường hợp chủ chốt hiện nay sẽ quá tuổi vào nhiệm kỳ khóa 13 cùng với họ là Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ông này hiện đang bị tâm thần không thể chữa trị khỏi. Như vậy nếu trường hợp này đều là đặc biệt thì chỉ có đến 9 người quá tuổi. Đó là điều không thể xảy ra nếu toàn bộ số người này ở lại Bộ Chính trị. Làm phương pháp loại trừ thì chỉ còn 3 trường hợp có khả năng nằm trong trường hợp đặc biệt quá tuổi được giữ lại trong Bộ Chính trị. Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Đầu tiên hãy bàn đến vị trí Tổng Bí thư, ai trong số họ sẽ đủ khả năng làm Tổng Bí thư? Câu trả lời rất nhanh, đó là Trần Quốc Vượng. Ông có lý luận người miền Bắc có khả năng giữ sự đoàn kết trong Đảng. Ông Vượng là người có khả năng ở lại để kế nhiệm Tổng Bí thư vì ngoài ông ra không còn ai trong Bộ Chính trị đủ những tiêu chuẩn mà quy định đã nêu. Còn ở vị trí Thủ tướng, có đến 4 người có thể đảm nhận chức vụ này dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm quản lý kinh tế. Họ đã trải qua đó là Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và thêm một người có kinh nghiệm là ngoại giao đó là ông Phạm Bình Minh. Ông Phúc khó có cửa để ngồi lại làm Thủ tướng, nếu có thì ông phải vươn lên chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Nhưng ở những chức này thì thông lệ chỉ có đang ở vị trí tứ trụ nhảy lên làm Tổng Bí thư, chứ không có thông lệ ở vị trí tứ trụ nhảy lên các vị trí khác. Vị trí Chủ tịch nước sẽ do ai nắm giữ? Đây mới là câu hỏi trả và câu trả lời khó nhất. Nó sẽ dành cho Nguyễn Thiện Nhân hay Nguyễn Xuân Phúc, hoặc một ai đó chưa xác định được rõ ràng. Nếu tính theo vị trí và năng lực, độ tuổi thì nó sẽ dễ vào tay ông Phạm Bình Minh nhất. Như thế vấn đề vị trí Tổng Bí thư đã được xác định phần lớn thuộc về ông Trần Quốc Vượng. Đương nhiên ông Vượng sẽ làm trường hợp đặc biệt. Nếu như ông Phúc và ông Nhân cũng được Bộ Chính trị giới thiệu ở lại tái cử, thành ra có đến 3 trường hợp đặc biệt. Mà có đến 3 trường hợp như thế thì chẳng còn cái gì gọi là đặc biệt. Nó sẽ là trò thô thiển quá mức. Vì thế điều này không xảy ra. Đã đặc biệt thì chỉ có 1 trường hợp mà thôi.
Hai ông Phúc và Nhân sẽ phải qua vòng 244 nếu như muốn ở lại tái cử. Luật đấu loại 244 được mang ra dùng bất đắc dĩ khi mà lúc ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyền lực chưa kiểm soát được Trung ương. Ông Trọng phải dùng đến nó trong bối cảnh các thế lực khác ngang ngửa nhau ở trước thềm Đại hội 12. Ở khóa 13 này, chắc hẳn ông Trọng không phải dùng đến nó khi mà quyền lực của ông Trọng mạnh đến mức ngay từ bây giờ ông đã quy hoạch được 200 ủy viên Trung ương tương lai cho khóa 13. Gần đây người ta thấy Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình thường qua lại với nhau. Phải chăng các ông này đã thấy được tương lai của mình nên họ đang gắn lại với nhau để tạo thành một lực lượng nhằm thay đổi sự sắp đặt bất lợi cho họ? Có lẽ nếu họ muốn ở lại vị trí quyền lực thì họ chỉ còn cách câu kết với nhau để chiếm được 3 vị trí trong ngũ trụ. Nếu vậy, họ phải nỗ lực thật quyết liệt và triệt để, gấp rút hơn, không còn chắc chắn số phận của họ sẽ rời khỏi chính trường vào khóa tới đây. Tiểu sử của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ và tên Nguyễn Xuân Phúc, ngày sinh 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký thường trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Trình độ học vấn cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983. Tình trạng sức khỏe tốt, đầu hơi bị niếng. Là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11 và 12, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và 12, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 13 và 14, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011. Quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Năm 1966 đến năm 1968 lên chiến khu cách mạng được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Năm 1968 đến năm 1972 học phổ thông, bí thư đoàn trường cấp 3. Năm 1973 đến năm 1978 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bí thư chi đoàn. Năm 1978 đến năm 1979 cán bộ Ban Quản lý Kinh tế Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1979 đến năm 1993 chuyên viên Phó Văn phòng Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính Đảng Quảng Nam Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Năm 1993 đến năm 1996, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Funama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng khóa 15 và 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 1997 đến năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và khóa 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 2001 đến 2004, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Quốc hội khóa 11, kiêm Chủ tịch Liên hội Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Năm 2004 đến 2006, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và khóa 12, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, tiếp tục bầu Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiểu sử ông Trần Quốc Vượng, ngày sinh 5 tháng 2 năm 1953, quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tóm tắt quá trình công tác của Trần Quốc Vượng. Tháng 11 năm 2006 là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 11 năm 2006 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 2007 đến 2011 được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Từ tháng 7 năm 2011 được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 5 năm 2013 được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11. Tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 7 năm 2017, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia thường trực Ban Bí thư. Tiểu sử đầy đủ của ông Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1953, quê quán Trà Vinh, học hàm, học vị, giáo sư tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 và 11, đại biểu Quốc hội khóa 10, 12 và 13. Tháng 6 năm 1970 đến tháng 12 năm 1979 nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức 1972 đến năm 1979. Tháng 1 năm 1980 đến tháng 3 năm 1983 công tác tại Viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng, chức vụ Thượng úy. Tháng 4 năm 1983 đến tháng 4 năm 1985, cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1985 đến tháng 7 năm 1988, ủy viên thường vụ Thành đoàn, trưởng ban Khoa học Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 1988 đến tháng 10 năm 1990, tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức, đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán. Tháng 11 năm 1990 đến tháng 10 năm 1991, học kinh tế thị trường tại trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Tháng 11 năm 1991 đến tháng 8 năm 1995, phó chủ nhiệm bộ môn quản lý công nghiệp trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, rồi học thạc sĩ quản lý cộng đồng tại trường Đại học Oregon, Mỹ và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại trường Đại học Harvard, Mỹ. Tháng 9 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997, trưởng khoa rồi phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư kinh tế năm 1996. Tháng 5 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999, thành ủy viên, giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 11.
Tháng 12 năm 1999 đến tháng 5 năm 2001, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giáo sư kinh tế năm 2002. Tháng 7 năm 2006 đến tháng 7 năm 2007, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 5 năm 2013, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tháng 3 tháng 5 năm 2013, được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 5 tháng 9 năm 2013, tại hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 12. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13 diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27 tháng 9 năm 2014, ông Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 13. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng diễn ra trong các ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa 14. Đại hội lần thứ 12 đầu năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị, đảm nhiệm trọng trách người lãnh đạo đứng đầu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đến ngày hôm nay, khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Đinh La Thăng đã bị trước phế và hiện nay đã đang phải ngồi trong tù vì cái lò nóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.